Chào mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của Live PC. Video ngày hôm nay mình sửa một chiếc card màn hình rất thông dụng để đánh Liên Minh nhá. Con này chơi Liên Minh được marketing nha các bạn này. Marketing ở màn Full HD nhá các bạn nhá. Thì tên em nó là L730 D5 2G. Bản D5 này thì sẽ mạnh hơn bản D3 khá nhiều nhá, nên L730 nó sẽ có hai cái bản đấy các bạn ạ, 3 bản, 4 bản, 5 bản cơ. Có bản thì D5 nhưng mà 1GB, có bản D5 2GB, nhưng có bản D5 128 bit. Ở đây nó có ghi các bạn ạ, ở đây không ghi rồi. Nó có bản 64 bit và bản 128 bit. Thì các bản như này là bản ngon nhất. Nó cũng rất mát các bạn ạ, nhìn tản nhiệt bé thôi nhưng mà con 730 này bản chất nó không sinh ra nhiều nhiệt nên là nó khá mát. Cái bọn này chơi được FIFA cũng được marketing và Liên Minh cũng được marketing ở với độ phân giải Full HD nhá. Chứ bạn nào mà chơi màn 2K với lại 4K các bạn nắp con này thì không phù hợp đâu. Và FPS của con này khá cao nhá. Liên Minh nó viết chương trình của nó tối ưu cho những cái con như này các bạn ạ. Còn chưa chắc các bạn đã nắp những cái con Vega đời cao như của 3060 vào đánh Liên Minh FPS đã cao đâu. Thường thì là 1050 và thường 1050 Ti đổ xuống 950, 960 là FPS khá cao. Thôi, khách báo mình là quạt không quay và cũng chả lên gì cả. Thì mình bộ cấp nguồn, mình đã chỉnh ra 12V rồi. Kiểm tra lại các chân, xem có chân nào bẩn không. Trước theo mình nhìn thì chắc là không bẩn đâu các bạn ạ. Khách thợ mà, chắc chắn anh đã vệ sinh các chân trước hết rồi. Đó, có để ý này. Con này chỉ nhận X8 mà nhá. Nguyên cái hàng tụ dưới sau rồi không có. Chỉ có nhận X8 thôi. Tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X8 thì sẽ chạy, nếu so sánh ấy, thì X8 sẽ chạy thua X16. Nhưng mà mình thấy không ảnh hưởng hiệu năng cạc các bạn ạ. Cơ bản vẫn như vậy. Đối với những cạc đời cao thì nó sẽ ảnh hưởng ấy, nhưng mà cạc đời thấp này thì mình nghĩ nó không ảnh hưởng đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm vào ra trước. Kết nối vào ra này. Mình cũng sẽ cấp nguồn cho ra này. Các bạn nhìn đồng hồ cấp dòng của mình nhá, mình cấp nguồn này. Ngon 0.07, như vậy là cơ bản là mất nhiều nguồn, mất khá nhiều nguồn. Để nhìn qua một chút các bạn ạ. Như này khả năng là dễ sửa các bạn ạ. Như này khả năng là dễ sửa. Có khi là video lại khá ngắn, mình sẽ chia sẻ thêm một số cái kinh nghiệm của mình một chút. Vì là con này trước mình đã từng dò mạch rồi nên mình biết cái lệnh enable của nó. Con này có hai nguyên nhân nữa các bạn nhé. Nếu mà chất IC thì lặng hơn một chút, nhưng mà mình có IC đây, mình có rất nhiều IC này, mình biết IC này rất dùng rất nhiều ở trong. Mình sẽ đo qua nhé. Con JT8120A nó dùng rất nhiều trong các loại Vega, nhất là Galax. Chân mát thì mình đã lấy ở cái que đen này. Mình sẽ bật đồng hồ. Với cái ăn dòng như kia ấy, thì mình nghĩ là không có nguồn RAM đâu. Nguồn RAM không có và nguồn GPU cũng không có đâu. Sẽ kiểm tra một chút. Nó sẽ có hai con IC các bạn nhé. GPU sẽ có trước, nguồn RAM có sau. À, con này chưa chắc mình đã có. Chân số 7. Con này là IC nguồn RAM này các bạn này. Con này là IC nguồn RAM. Nó chạy một con MOSFET đôi nhá. Con này là con MOSFET đôi các bạn ạ. Con này thì khá hay bị chết. Lúc khi con này chết thì các bạn lên thay cả con này và cả con này. Cả hai con. Còn con này là con IC nguồn GPU. Con này thì mình cũng hay gặp kiểu nó chết kiểu lão hóa. Đầu tiên mình sẽ đo nhá, mình nhìn có dấu hiệu gì đây. À, không có. 12V ở đây à, 12V từ đây à.
đi qua đây này. Đấy, mình chỉ cần to một con thôi, hai con này nó mắc song song để nó tăng dòng thôi. Con này thì điều kiện làm việc của nó nhá. Chân này là chân số 1 này, chân trong cùng đấy nhá. Chân này chân số 1 này, chân 1 có 11V này, chân 5. Chân 5 của nó phải có 12V. Ok các bạn nhá. Và chân số 7 là chân trong này. Chân số 7 phải có điện áp. Chân số 7 đang mất điện áp các bạn ạ. Mình sẽ bỏ thử các lệnh en của nó, lệnh en nó là con này các bạn nhé. Các bạn là dò thông mạch thôi. Mình đã dò rồi mình biết. Thì mình sẽ bỏ, mình sẽ đo nhé. Con này này mình sẽ đo. Đo để xác định xem là cũng phải nó chết không hay là do các lệnh khác. Bởi vì về sau này mình có sơ đồ của cái con gà này. Lệnh ra của con này được quyết định bởi con này. Lệnh này được quyết định bởi lệnh này. 5, 6 này sẽ ghim. Lệnh này sẽ ghim lệnh này xuống mắt. Như vậy cái lệnh này gọi chân số 2. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây bị mất áp. Các bạn này, chân số 2 là không hề có điện áp này. Nhưng chân này cũng không có điện áp. À, chân này có điện áp rồi. 0.6. Chân này đối thông nhau đúng 0.6. Mình dò sai à? Chưa 0.6 thì cũng chưa đủ đâu. Chưa đủ để nó chạy đâu các bạn ạ. Mình có dò sai không ta? Dò sai rồi. Đúng rồi các bạn, không phải sai đâu. Chân số 7 của con này. Đúng rồi mình à, chân số 7. Mình sai các bạn ạ. Chân số 7 nó ăn đến đây. Mình nhớ nhầm, mất áp các bạn nhé. Và cái điện áp ở đây có. Thì hai chân này, con này nó có 6 chân các bạn nhé. Nó một con MOSFET đôi, hai con chan đôi các bạn ạ. Cái điện áp ở đây sẽ ghim cái điện áp ở chân này. Chân các bạn là 1, 2, 3 này. 1, 2, 3 nhé. Ở trên bên này, thì chân số 2 này. Bên này là 5678 à 456 nhá. Thì là chân 5 chân 6 dính với nhau. Khi mà đây mình đo cho các bạn này. Hai chân điện áp nó giống hệt nhau à. 0.69 này. 0.69 này. Này mình sẽ sửa tận gốc con này nhá. Khi có điện áp ở chân số 2 nó sẽ ghim chân số 6 xuống mát. Tương ứng với đó là chân số 5 6 dính nhau thì chân số 5 chân số 6 sẽ bị ghim cho mát. Thì chân số 5 lại điều khiển ngược lại cái bên này, tức là chân số 1 ghim điện áp xuống chân số 3, nhưng chân số 5 đang có điện áp nên là chân số 1 bị ghim xuống. Bây giờ mình sẽ kiểm tra chân số 2. Bây giờ chân số 2 phải có điện áp các bạn ạ. Đang bị lỗi. Mình sẽ pause video một chút, mình tìm hiểu cái mạch một chút nhá, nó sẽ liên quan mấy cái điện trở thôi. Cái thao tác này cần hai tay các bạn ạ. Ở đây là nguồn 3V3 này. 3V3 nó sẽ đi qua đây, nhưng đi qua đây thì đã bị mất áp các bạn ạ. Và nó sẽ đi xuống đây, đi sang đây để tạo ra một cái nguồn kích vào cái chân điện áp này. Tuy nhiên ấy, mình đã lối dùng nhíp mình nối lên qua đây, nó có nguồn nhưng cái này bị sụt áp. Thì mình đang nghi ngờ một là cái con này, chưa chắc có phải nó đâu, nhưng mà mình đang nghi ngờ một là con này lỗi, hai là bản thân con IC này lỗi, dẫn đến là nó kéo tụt cái áp enable xuống. Mình sẽ xả con này ra trước, sau đấy xem nguồn như thế nào nhá. Sau đấy không được thì khả năng cao mình sẽ thay con IC này. Mình nghĩ con IC này lỗi cao các bạn ạ. IC lỗi nhá, chứ không phải là tại con này đâu. Nhưng mà mình sẽ xả con này ra trước.
Nếu may mắn thì sẽ không phải thay IC, nhưng mà mình nghĩ là IC là 90%, còn con này chỉ 10% thôi. Mình đã xả bỏ con chăn trường lạnh em nhé. Mình đo lại này, đây chính là điện áp. Mà đúng nó chỉ có 4,3 thôi, không phải 4,3 các bạn ạ. Nhưng này là IC lỗi rồi các bạn ạ. IC lỗi thì có khi con này là lỗi quạt đấy các bạn ạ. Thường mình thấy là quạt nó sẽ quay ấy. Mình sẽ thay IC nhé. Phải tháo tản nhiệt ra thôi. Tháo tản nhiệt, thay con IC này. RT8120A, mình thuộc con này rồi, mình sửa con này khá nhiều. Mình đã sử dụng máy kho Q850A để thay con IC này. Con IC cũ của nó đây các bạn nhé. Mình thay IC xong rồi. IC cũ của nó này, RT8120A thôi các bạn ạ. Nó hơi mờ, chắc các bạn đọc được. Con này rõ hơn này. RT8120A. RT8120A nó có hai hậu tố các bạn nhé. Các loại các bạn nhìn dòng bên dưới này, nó có chữ ZSP ấy, là các loại đa dụng hơn và nó thay thế được cho gần như tất cả các loại. Nó còn một hậu tố AXZ hay gì ấy thì các bạn không nên mua cái loại đấy nhá. Cái loại đấy sẽ thay thế được cho ít về ga hơn. Mình thay rồi, mình đang chờ IC nguội. Hơi nóng một chút. Mình chờ IC nguội một chút nhá. Dưới nó có tản nhiệt đấy các bạn ạ. Chân mát để tản nhiệt luôn. Như vậy là 99% ok rồi. Mình sẽ đóng điện thử xem nó có xuất hiện hình không. Mình sẽ đóng điện rồi mình nghe tiếng máy cấp dòng. Nếu con IC của mình lỗi thậm chí nó đánh chết phép luôn đấy các bạn ạ. 0.02 rồi kìa. Ăn dòng 0.34 các bạn nhé. Như vậy là có tín hiệu đáng mừng, nó đã ăn dòng. Có lẽ vẫn phải xử lý thêm cả fan nữa các bạn ạ. Mình vẫn đang lấy mát ở dây đen rồi. Mình sẽ đo. Nguồn gọi bu của mình đã có 0.83 này. Và chắc nó sẽ nguồn giam luôn đấy. Nguồn giam là 1.5 ok rồi các bạn này. Con này nó khá mát thì mình không sợ đâu. Cấp Corai nó không có đường tín hiệu nên là nó cũng sẽ không ăn dòng nhiều. Nó còn có một cái nguồn đây nữa, các bạn đo lên quanh đây sẽ có nguồn 1V là ok rồi, 1.05 này. Đây rồi, 1.05 này. Con này thì chạy con up 1728 nhé các bạn nhé. Đấy, nó sẽ chỉ có 3 bước nguồn thôi, làm cạc sẽ chạy. Không thì các bạn chỉ có đi đóng lại VGA và đóng lại GPU thôi. Nếu như nguồn đã đủ. Bây giờ mình sẽ gắn quạt. Khách bảo quạt không quay các bạn ạ. Mình sẽ gắn fan nhé. Vừa bắt fan nó ở đây các bạn ạ. Như này gắn fan nó phải quay. Nếu mà không quay thì không hề quay các bạn nhé. Không hề quay các bạn ạ. Mình sẽ dùng nhíp kiểm tra. Dùng que đo trước đi. Trong ngoài răng không có điện áp này. Cổng này chắc phải có 12V này. Đấy, cổng này đang có 12V này. Chân điều khiển này đang 12V này. Mình sẽ lối như này nhá. Thì quạt nó sẽ quay mắc tốc độ. Không quay các bạn ạ. Hay quạt hỏng nhỉ. Quay chứ. Khi khoảng mà đảo qua giờ gọi vu một chút. GDS đây, DS đây. Đấy các bạn này. Mình nối này qua ta sẽ quay mắc tốc độ nhá. Nguyên nhân hỏng của nó ấy. Mình sẽ nói cho các bạn nghe này. Con Chanito này là con mà Chan do thuận. Một phép thuận. Nó sẽ mở điện áp thông qua cái vào cái chân giữa này, cái chân giữa này nó sẽ kích vào cái chân quạt các bạn ạ. Và điện áp đổ càng nhiều thì dẫn chân này dẫn quạt sẽ quay càng mạnh. Vừa mình kẹp như vậy để mình xác định là quạt sống các bạn nhé. Quạt sống, quạt ok. Bây giờ mình sẽ sửa cái mạch ở dưới này. Ở đây người ta có bỏ trống một con nhận trở này các bạn này. Con nhận trở rất to à. Các bạn thay đổi giá trị nhận trở ở đây phù hợp thì cái điện áp kích ở chân G này nó sẽ tự động phù hợp với cái quạt này các bạn ạ.
thì mình sẽ sửa bằng cách mình thay con thêm một con nhận trở vào đây các bạn nhé. Bạn nào chưa biết thì video này sẽ các bạn có thể thay con nhận trở chắc loanh quanh khoảng dưới 1k thôi, vài trăm ôm khoảng dưới 1k sẽ theo cái tốc độ của cái quạt này, các bạn cảm thấy ưng ý như nào được. Mình sẽ thử sửa zin, không được mình sẽ thay con nhận trở vào đấy nhá. Nó có một cái mạch ở đây này, là một con LM358 kích và chân G các bạn ạ. Quạt đã quay các bạn nhé. Và đây các bạn để ý nè, vị trí này mình không sửa zin được nên mình đã thêm quay điện trở ở đây. Mình phải hàn bởi vì điện trở mình hơi bé, nhưng không sao, điện trở để tạo điện áp kích về chân G thôi. Không nóng đâu, nhưng mà mình vẫn sẽ tra lại keo, tra thêm dầu cho nó một chút nhé các bạn nhé. Tra thêm dầu một chút cho nó bền, chỉ cho nó ít dầu với 7 hoặc tra thêm dầu. Phải tháo tản ra mới tra được đấy các bạn ạ. Hơi phức tạp một chút. Thôi, đoạn này mình sẽ làm, mình sẽ tra keo và cho em nó lên hình để test xem là em nó có bị lỗi gì không nhá. Nếu mà lỗi gì đấy thì không sửa được, ví dụ lỗi VRAM hay lỗi GPU thì coi như là phí con IC rồi. Lại tháo ra, đóng, lấy lại IC, trả lại khách, con IC chết. Chứ IC của VRAM thì mình khá là khó và mua cũng khá là đắt các bạn nhé. Một con IC này cũng rơi vào khoảng độ cả tiền ship đến tay mình về cũng khoảng độ hơn 60.000 nhé các bạn ạ, khá đắt. Nếu mà thu khách 100.000 thì chỉ lãi khoảng độ 40.000 thôi. Con này thì mình vẫn sửa thì lỗi thay IC này thì mình cũng bảo hành cho khách mà, nên là mình cũng tính giá trước thôi. Trước mình sửa cho khách một con 750Ti với cái lỗi là không nhận nguồn phụ, thì sau khi mình sửa xong ấy thì là em nó lại bị về nhà mình chắc thì ok, nhưng mà về nhà khách thì chơi nó bị sập. Thế là mình quyết định là khách nhà mang con này đi để sửa, để bảo hành. Thì lỗi không nhận nguồn phụ lấy 100.000 thôi. Thế còn con này thì sau khi mình trả lại cho khách ấy, thì con này thì sau khi khách cầm đến cho mình thì thôi, coi như mình trả lại bảo hành cho khách, coi như tính giá con này chỉ 100.000 các bạn nhé. Tiền thay IC khá đắt đấy, nên là đôi khi là để mà có lãi và chi phí của khách sửa chữa rẻ hơn, nên mình thường hay dùng IC bóc máy, những IC chất lượng và tốt thì chi phí sửa cho khách sẽ rẻ hơn mà IC mua bóc từ máy ra nhé. Là IC nó còn tốt hơn là IC mình mua trên ngoài thị trường nha các bạn ạ. Thôi, mình sẽ gắn tản nhiệt, bố keo tản nhiệt rồi gắn vào test thử nhá. Cô gái xinh đẹp mình nhận lắp. Ở đấy, nó nhận luôn rồi đấy các bạn ạ. Nhận driver cả màn hình rồi. Mình sẽ vào test trước nhá. Không biết các bản Heaven 4 của mình đâu rồi. Con này mình không nhớ mình lưu BIOS chưa nhỉ. 730 2GB5. Ồ, mình vẫn chưa lưu BIOS của con này các bạn ạ. Các bản con này nó ít lỗi BIOS quá mà. Thôi, phải lưu vào đây thôi. VRAM Samsung rồi các bạn này. VRAM Samsung và 2GB nhé các bạn nhé. Nó có 4 chip đấy. Save vào. Yes. GK208. GK208. Mình sẽ lưu là GT730 2GB5 VRAM và Samsung. Ok. Lưu vào đâu ấy? Đây rồi các bạn ạ. Nó chưa hiện lên. Còn vẫn còn một cái 730 gì đây nha. Chắc 730D3. Thôi, bây giờ sẽ test Heaven đi các bạn đi. Heaven quay đi để museum thôi. Để cho con này ra lát được FPS nó khá một chút. Kiểm tra lỗi VRAM hay không. Trả lập chơi game với các bạn ạ. Khá mát đấy các bạn ạ. Nhiệt độ là 40. Mem là 2.500 và core là 900. FPS thì được hơi thấp một chút, 18 thôi. Nhưng gạc như là bình thường các bạn ạ. Hình như mình để quality cao hay sao ấy nhỉ. Quality museum các bạn.
về qua Pillow nhé. Về qua Pillow chắc là nó sẽ lát được FPS cao hơn, nó mượt hơn. Cái lỗ này mình sửa khá nhiều rồi, sửa xong thì nó cũng khá bền nữa các bạn ạ. Chắc là ngồi chơi một ván game liên minh điện thoại để kiểm tra xem là em nó bị sao các bạn nhé. Chơi ngon, đánh thắng thì càng tốt. Rồi mình sẽ cho nó hết phần cảnh này và mình sẽ vào tất game. Lỗ này mình sửa khá nhiều rồi, cơ bản do IC do lão hóa, lúc này lão hóa nó chết. Cái dòng GT730 bị khá nhiều. IC cơ bản là sẽ chạy ổn định như các bạn ạ. À, cái con này còn một vấn đề nữa là cái mạch nhiệt độ của nó báo nhiệt độ chuẩn đấy, nhưng mà nó báo sang fan là nó fan không quay được, là do cái lỗi cái mạch nhiệt độ của nó. Nó cần phải có một cái con gọi là con RT để điều khiển cái mạch nhiệt độ ấy. Có một thời mình không biết phần mềm này phần mềm gì các bạn ạ. Phần mềm này được tải miễn phí về, các bạn có thể kiểm tra test những con ca Vega của mình. Thông thường phần mềm này thì chỉ nên test khoảng độ 1050 đổ xuống thôi các bạn ạ. Đối với 1050 đổ lên thì nó vẫn test ok đấy, nhưng mà có nhiều phần mềm khác nó tốt hơn, nó chính xác hơn phần mềm đời cũ. Nếu mà test để mà test tốt nhất ấy, thì các bạn lên test bằng cái phần mềm 3D Max chuyên dành cho các cạc Vega lạ, nó test sẽ chuẩn hơn và cơ bản là sẽ đúng chuẩn hết VRAM, sung một cạc nó cũng sẽ ok hơn. Hôm nào mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần mềm đấy thì phải mua các bạn ạ, chứ không phải dùng chùa được. Phần mềm này mình dùng chùa được. Như vậy là sắp hết phần cảnh rồi. Thôi mình sẽ vào chơi game nhé. Nhiệt độ mát quá. Con này thời tiết chỗ mình thì cũng đang bình thường, không nóng không lạnh, nhưng mà nhiệt độ mát con này có 50 độ C các bạn ạ. Như vậy là quá mát rồi. Sắp hết phần cảnh rồi các bạn ạ. Con này mình chả nhớ có bao nhiêu phần cảnh, nhưng mà sắp hết rồi. Nó có xung quanh cái hòn đảo này, hòn đảo bay trên trời, con rồng, con gai quay, hết sáng rồi đến tối. VRAM sẽ loát để loát ra những cái hình ảnh của phân cảnh này. 3D các bạn ạ, không gian 3 chiều đấy. Đẹp nhỉ các bạn nhỉ, người ta biết ra là đẹp nhỉ. Hôm nào mà mình sửa một con Vega có VRAM lớn hơn, chất cao hơn thì mình sẽ test full của nó cho các bạn xem nhé. Full của nó khá là đẹp đấy. Full của nó tất cả những hòn đá nó không phải là những hòn đá bình thường nữa, mà nó sẽ thành đá 3D, đá nổi cục. Như đây là những cây hoa cỏ này, nhìn sẽ rõ ràng hơn và có gió lung lay thổi nữa, đẹp tuyệt vời luôn. Kết thúc phân cảnh, trở lại sáng, lại quay trở lại chỗ con rồng này. Những hòn đá này nó nổi các bạn ạ, nó nổi lên vuông đẹp. Thôi mình sẽ kết thúc test cạc bằng phần mềm, chuyển sang đánh vào ván nhân minh đi, giải trí một tí. Dạo này căng thẳng đó quá. Mở liên minh điện thoại. Mình thì đang lóc FPS nhưng mà vừa lãi ping cao quá các bạn ạ. Vừa vào game ping lên 8-900. Mình mua đồ cứ giật, nhưng bây giờ thì ping ổn định lại rồi. Thử thả nhá. Mình nhớ là cái đội này thì đang để rất cao các bạn nhé. Bỏ đồng bộ dọc đi, bỏ giới hạn đi, ok. Ping được hơn, FPS được hơn 200 các bạn ạ. Cái dòng này FPS khá khỏe.
Chắc đánh nhau nó chỉ còn về hơn trăm thôi. Nhưng thôi, lóc lại chơi cho ổn định các bạn ạ. À, mình 2.80 xong mình lóc luôn là 60. Thôi mình chơi đã. Không chơi rồi các bạn ạ. Mạng khá lác, trận vừa rồi thì cả hai bên đều đầu hàng. Nhà chính nhà mình lỗ, nhà chính bên kia cũng lỗ. Hai bên đều chiến thắng các bạn ạ. Không thể sửa tốt trận đấu được. Kích vào đây thì cũng không ăn thua. Và trang chủ thì vẫn bình thường. Và lại đầu đội phát trận không được, nó cứ chạy rồi các bạn ạ. Tí những cái rình phát là báo là mình không tìm thấy trận. Rồi, tắt đi vậy. À, như vậy là mình đã sửa ok một chiếc 730. À, mình sẽ lấy ra nhá, lấy ra cho mọi người xem. À, mình đã sửa xong kết thúc sửa chữa, kiểm tra và sửa chữa em đó nhá. À, đoạn này hơi có một chút nhựa thông, mình dùng lau đi thôi. Lại sạch đẹp. Như vậy mình đã sửa ok một chiếc 730 2GB RAM 5 với hai lỗi. Một là không có nguồn, mất hết tất cả các nguồn. Và hai ấy là quạt không quay. Nhìn quạt hơi bẩn chút. Mình đã sửa khá nhiều rồi, dòng này khá bền các bạn ạ. Rất ít khi phải bảo hành lại. Đôi khi IC sẽ phải đi mua, nhưng mà phải chọn đúng hộp tố các bạn nhé. Những cái chữ lân cận ấy ở sau anh IC ấy, nó đều có ý nghĩa cả các bạn ạ. Các bạn không để ý, nếu mà mua IC các bạn sẽ mua nhầm. Và cũng là RD8120A, nhưng chạy sẽ không khai vào nó sẽ không chạy đâu. Nếu bạn nào mà có GT730 2GB 5 mà bị hỏng thì các bạn có thể thử thay thế con IC này nhá. Nó là RD8120A đừng thay nhầm, nó dẫn đến chập cháy hỏng nặng hơn thì sẽ mất cạc chết đi sẽ khá là phí. Và mình đã có phần đưa một rác thải điện tử quay trở lại phục vụ cuộc sống, hạn bớt chế bớt rác thải. Cảm thấy công việc của mình thật là có ích, sửa máy tính vì môi trường các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh giúp mình. Còn các bạn cần sửa chữa các đồ họa hay là main board PC thì liên hệ với mình qua phần mô tả của video nhé. Mình có để link Facebook và số điện thoại của mình ở phía dưới. Một lần nữa, chúc các bạn xem những video tiếp theo vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn.